cảm ơn tới bạn doanh nhân dân trần nhân sáng nay ăn mừng thành công rất là truyền cảm hứng đúng không cái gì như bạn doanh nhân dân trần nhân tầm khoảng hai 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 ba tuổi gì đó hai ba tuổi gì đó cái gì ha <laughs> mà bây giờ cũng có thể là sao? tạo ra những nguồn thu nhập để du lịch vòng quanh thế giới được rồi không phải là phải xin tiền ba mẹ nữa không đó mà có thể là đi những cái chuyến du lịch năm sao cùng với câu lạc bộ trải nghiệm rất là nhiều thứ tuyệt vời sở hữu tài sản bây giờ thì có doanh nghiệp có doanh nghiệp riêng không những như vậy sao mình báo gọi là biết, biết yêu thương cha mẹ hơn có bao nhiêu số các anh chị là nếu mà con của mình là tầm khoảng 21 22 tuổi mà đã có những cái điều tuyệt vời vậy thì mình cũng rất là yên tâm đúng không anh chị? Có nhiều anh chị là Dũng còn thấy là bây giờ còn đang lo lắng cho con mình đây nói rằng là con mình chưa được chưa nghe lời hay là con mình hiện tại chưa có việc hay là cái thứ đó và quan trọng cái gì là trên cái hành trình mà mình đi khi mà mình có được một cái công thức có công thức có, có một công thức đúng cộng với lại mình biết những luật vũ trụ sống thuận theo á là sống thuận theo những luật vũ trụ thì cái con đường mình đi nó luôn luôn nó sẽ gặp nhiều may mắn hơn người khác còn nếu mà mình không có công thức và mình cũng không biết được những luật những luật vũ trụ luôn thì cho cái hành trình mình đi nó chưa được dễ dàng lắm như mình tưởng tượng là mình tham gia luật giao thông mà mình không biết luật đó. mình không biết đèn đỏ đèn xanh đèn vàng nhé chưa đèn nào mình cũng đi theo kiểu vậy thì nó không có được và an toàn lắm và trong cuộc sống mình cũng vậy đó các chị chờ trong cuộc sống của mình cũng có những cái luật vũ trụ và Nếu như mà mình không có biết đó, mình sống không có thuận theo thì mình thấy là cuộc sống mình nó không có được may mắn như người ta lúc nào cũng gặp cái này gặp cái kia gặp cái nọ không phải là do là do ông trời cũng không phải do mình xui đâu các chị mà là do mình không có hiểu quy luật mà mình làm chưa có đúng những quy luật và những cái điều đó đang báo hiệu cho mình biết được là mình đang sống chưa đúng quy luật các okay, chị à, bây giờ thì chúng ta sẽ À, cùng với nhau mình sẽ nhắm mắt lại đúng ạ và rất buổi phép màu trong buổi zoom ngày hôm nay ha các anh chị mong muốn là mình đạt được cái kết quả gì trong cái buổi zoom ngày hôm nay thì các anh chị ra quyết định Và biết đâu trong buổi zoom ngày hôm nay các anh chị sẽ có được câu trả lời có được những cái ý tưởng để giúp cho mình phát triển trong công việc của mình để mình cùng nhắm mắt lại và ra quyết định nào. cảm ơn các anh chị Rồi, tuyệt vời, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Rồi các anh chị ơi, có ơn nhiêu số các anh chị là ngày hôm qua là mình đã bắt đầu à, hoàn thành bài tập ạ. À. Chúng ta rèn luyện ha. Thứ nhất là về cái ngôn từ của mình. Có bao nhiêu số các anh chị ngày hôm qua mình đã bắt đầu biết là lựa chọn những cái ngôn từ để giúp cho mình có thể tạo ra tiền bạc ạ. À. Những ngôn từ giúp cho mình tạo tạo ra tài sản ạ. À. Thì mình sử dụng những ngôn từ tích cực các anh chị. Tích cực nó giúp cho mình vui, nó, nó giúp cho mình năng lượng và người ta bảo rằng là năng lượng nó sẽ bằng với năng lượng đó người nào mà có năng lượng cao hơn thì người đó thường là sẽ thành công hơn trong cuộc sống rồi các anh chị nên là thành ra là cái nguồn năng lượng nó cũng đến từ cái ngôn từ mà mình sử dụng mỗi ngày nên là mình hãy luôn luôn sử dụng những ngôn từ tích cực một chiều nha còn những ngôn từ không tích cực thì mình loại bỏ dần nó. chỉ cần mỗi ngày các em mình tốt hơn ngày hôm qua một phần trăm thôi là được rồi ví dụ như là những cái ngày trước mình là sử dụng những ngôn từ học tích cực khá là nhiều đúng không ạ nhưng bắt đầu ngày hôm nay mình đã bớt sử dụng những ngôn từ học tích cực lại rồi. và bắt đầu là mình biết lựa chọn đó là một cái thành công Nhé chị và chúng ta không phải rèn luyện một ngày đâu ạ <laughs> mình còn phải rèn luyện cho đến từ đây cho đến hết cuộc đời của mình và sau đó hướng dẫn lại cho con cái của mình đúng không? con cái của mình những người xung quanh tiếp theo có bao nhiêu số các anh chị ngày hôm qua bắt đầu mình đã nuôi dưỡng mình cho tâm trí mình ăn những thực phẩm tốt đẹp rồi những những, những thực phẩm tốt đẹp có nghĩa là mình để mắt của mình nhìn thấy những điều tốt đẹp tai của mình được nghe những âm thanh tốt đẹp có nghĩa là những người nào mà nói những điều không tốt rồi cái thứ thì mình né bớt luôn rồi mình để cho cái lỗ tai của mình được nghe những âm thanh tốt đẹp được và ăn mừng được và chúc mừng nghe được những cái âm thanh á, dịu dàng nó tốt đẹp đúng không ạ à? nó nuôi dưỡng những cái hạt giống tích cực ở bên trong khu vườn tiềm thức của mình mắt thấy tai nghe rồi là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà mình cho mũi của mình được ngửi không khí nhiệm màu không khí nhiệm màu nghĩa là không khí là mình hít vào mà nó nuôi dưỡng những cái hạt giống tích cực ở bên trong cái chị có nhiều cái có nhiều cái mùi hương khi mà các chị ngửi vào là mình cảm thấy không tích cực đó. vậy thì giờ làm sao để cho mình ngửi cái mùi hương vào nó cũng phải tích cực ngửi mùi hương vào mình cảm thấy trộn thật là dễ chịu có bao nhiêu số các anh chị khi mà các anh chị mũi ngửi, ngửi những cái mùi hương chẳng hạn như hoa rồi không Đã. cái mình thấy trong lòng của mình nó cũng nó cũng nhẹ nhàng rồi mà nó cũng khơi gợi cho mình cái sự vui vẻ hạnh phúc đúng không các chị còn ví dụ như mình ngửi những cái mùi hương mà nó không có được thơm đi rồi nó làm cho cái cơ 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 thể của mình cảm thấy không thoải mái chẳng hạn vậy nó cũng nuôi dưỡng như vậy nuôi dưỡng mùi hương thôi nha nó cũng nuôi dưỡng đó. hạt giống tích cực hay không tích cực đó. và cái thân của mình nữa mình chỉ làm những cái điều gì tốt đẹp thôi mắt tay mũi lưỡi thân ý thân của mình lựa chọn làm những cái điều tốt đẹp như có nghĩa là khi mà mình làm chủ từ suy nghĩ dẫn đến cảm xúc thì nó sẽ dẫn tới cái hành động như nào mình cũng chỉ lựa chọn những cái điều tốt đẹp mình làm thôi tại khi mà mình làm những điều không tốt đẹp thì có phải là mắt thấy tay nghe tất cả mọi thứ tâm giác quan của mình nó đều nhận được hết không ạ nên là khi mình làm những điều tốt đẹp thì mình đảm bảo luôn nuôi dưỡng năm giác quan của mình và quan trọng là ở bên trong của mình cái ý là cái cái tâm của mình đúng ạ cũng phải luôn hướng về những cái điều tốt đẹp Đấy, anh chị phải rèn luyện nghe cái này là mình phải rèn luyện cái tâm của mình làm sao để biến nó trở thành cái thói quen lối sống giống như ví dụ giống như, như hồi xưa có một cái vị giác ngộ rèn luyện tâm của mình một bậc giác ngộ đức phật cũng rèn luyện tâm của mình đó làm chủ tâm của mình cũng dữ dội lắm chứ bộ sau đó hình như khoảng đi tìm kiếm con đường rồi sau đó ngồi dưới cội cây bồ đề để rèn luyện chắc cũng vài năm vài năm mới cái chị mới có thể là bắt đầu là có được những cái làm chủ được tâm của mình đúng không ạ nhưng mà sau khi mà làm chủ tâm của mình xong rồi không phải là xong mà là Đức Phật phải rèn luyện đến cuối đời luôn có nghĩa là ngày nào cũng ngồi ngồi thiền để chi để làm chủ tâm đó để cho tâm để kiểm soát được cái cái tâm của mình những cái suy nghĩ này kia của mình đúng không ạ đó là diễm chỉ nói sơ qua rồi kiểu giống như giống 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 vậy theo kiểu mình cũng đang rèn luyện cái tâm của mình tâm của mình để luôn hướng về những điều tốt đẹp tích cực luôn mà luôn nghĩ về những điều tốt đẹp tích cực vậy thì có một số các chị hỏi diễn là nói em ơi sao chị làm chủ tâm chị chưa được chị hay suy nghĩ này suy nghĩ kia thế thì có sao đâu vậy đức phật rèn luyện mấy năm mà mình rèn luyện mỗi ngày hay ngày lao khá là khóa la. <laughs> chỉ cần là thôi à hôm nay mình tốt hơn hôm qua một phần trăm là được rồi thấy chị có đâu nên là việc của mình là cứ đừng có cái, cái gì dặn cái chị ấy là mình đừng có bị vướng vào cái việc đó là đổ lỗi cho bản thân, dạ, tại vì cái đó nó không có tích cực mà mình vướng vào cái đó là cơ thể của mình nó không có vui theo kiểu nó phụng sự cho mình nhiều quá mà mình không có biết ơn á, mà mình còn đổ lỗi mình đổ lỗi cho người khác người khác cũng không vui mình đổ lỗi cho bản thân của mình bản thân của mình nó cũng không có vui nên là thành ra là cần phải yêu thương bản thân của mình đúng cách thì yêu thương bản thân của mình đúng cách là mình mình chịu trách nhiệm chứ không phải là mình đổ lỗi nha nó khác nhau lắm vậy đổ lỗi có nghĩa là tự dưng cái mình tự đánh giá bản thân của mình là không đủ tốt không đủ giỏi không đủ khả năng rồi này kia kia nọ đó là đổ lỗi còn chịu trách nhiệm là sao ạ à? là đơn giản là thông qua cái điều này mình học được cái bài học gì để mà mình có thể biến cái điều này trở thành tài sản của mình và khi mà cái điều này đến thì mang đến cho mình những cơ hội gì xong rất đơn giản rồi sau đó lại tiếp tục đúng không ạ tiếp tục học hỏi và tiếp tục lại tiến lên phía trước nha các anh chị nha có bao nhiêu số các anh chị từ đây về sau mình sẽ chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình các anh chị comment tôi à? chịu trách nhiệm chứ không phải là đổ lỗi nha chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thì nó mới giúp cho mình tiến lên phía trước được còn đổ lỗi là là nó giúp cho mình thụt lùi lại phía sau nên là mình hãy luôn lựa chọn những cái điều gì giúp cho mình tiến lên phía trước và khi mà mà mới ứng dụng thông thường khi mà, mà mình mới ứng dụng cái luật hấp dẫn các anh chị có nhiều các anh chị bắt đầu cảm thấy sợ hãi với những cái suy nghĩ không tích cực của mình hồi xưa gì muốn vậy khi mà mình biết được điều này á cái mình cảm thấy sợ những suy nghĩ không tích cực của mình lắm tự nhiên cái lâu lâu nó hiện lên cái chị nó hiện những suy nghĩ không tích cực á mà lúc đó Diễm, Người, Diễm chưa biết chưa cái việc chịu trách nhiệm đâu lúc đó mình còn đổ lỗi cho bản thân của mình mình hay trách bản thân của mình là trời ơi sao mà mình lại có được Những cái suy nghĩ không tích cực này mình thấy này mình thấy kia, mình sợ mình sợ xong mà mình còn đổ lỗi cho mình nữa, ớn chưa? Nên là thành ra là nói chuyện là không nổi luôn. Lúc đó sức khỏe cũng không khỏe đâu các anh chị. Các anh chị để ý anh chị nào sức khỏe không tốt quá, sức khỏe của mình đang không tốt quá, là vì cái cơ thể của các anh chị nó đang báo hiệu với các anh chị rằng là cơ thể của các anh chị cần tình yêu thương thôi chứ gì chưa? Có nghĩa là mình đang yêu thương cơ thể của mình chú đúng cách không có vui nó không có khỏe và lúc đó cơ thể diễm cũng vậy tại tối ngày cứ nói bản thân của mình toàn cái không tích cực không làm sao cơ thể mình khỏe nổi từ ngày mà diễm biết yêu thương bản thân của mình đó các chị thì mình sức khỏe của mình tốt lên nhìn một người nào đó là biết là họ có yêu thương bản thân hay không yêu thương đúng cách chứ phải yêu thương theo cách mà mình nghĩ là mình yêu nên là thành ra hồi xưa lúc mà mới mới mới, mới ứng dụng nó hấp dẫn nhưng rất là sợ những suy nghĩ không tích cực của mình lúc đó mình còn nói là giờ làm sao đúng không để mình có thể mình xóa bỏ hết những suy nghĩ không tích cực của mình đây lâu lâu nó cứ hiện hồn về Cứ <laughs> suy nghĩ suy nghĩ cách giờ sao ta giờ sao để mình có thể xóa bỏ hết những suy nghĩ không tích cực của mình Thế lúc đó vậy mới hỏi nhưng mà hỏi doanh nhân Trịnh Huy giờ sao? Giờ làm sao? Biết sợ nó quá à. Tại mình mình sợ đâu Mình nghĩ nó, nó ra thiệt Xong rồi Doanh nhân Trịnh Huy mới chia sẻ như thế này nghĩa là mình không có cần đè nén đó, Mình cũng không cần phải xóa bỏ Cái việc của mình nó chỉ cần nuôi dưỡng Những cái suy nghĩ tích cực thôi Không cần phải đi tốn thời gian Để đi cũng y chang như là mà các anh chị có một cái khu vườn và nếu mà cái khu vườn này của mình mà mình mình để nó mình không có chăm sóc gì nó hết thì tất nhiên cỏ dại nó sẽ mọc đúng không anh chị mà giờ cái mình đi nhổ cỏ đi không? cứ tầm khoảng ba bốn tháng nữa mình đi nhổ cỏ một lần xong nó vẫn mọc tiếp không những cỏ nó dài ghê cỏ sống rất dài <laughs> mình đi thuê người nhỏ nó vẫn mọc nó nó vẫn mọc lên mình đi nhỏ vẫn mọc lên cho đến khi mình trồng một cái cây nào đó trên cái khu vườn của mình đúng không ạ đúng không ấy, chị giờ trong cái khu vườn của mình bắt đầu mình trồng cái ăn quả đâu đi Nhờ cỏ đâu chỗ đâu mà mọc còn giờ mình có đi nhổ hoài nhổ hoài nhổ hoài nó cứ mọc hoài mọc hoài mọc hoài, mọc hoài vậy đó cái à, lúc đó bắt đầu diễm mới trồng hoa xưa nhổ cỏ hoài nhổ cỏ hoài bắt đầu trồng hoa <laughs> trồng rất nhiều hoa trên cái, cái, khu vườn của mình trồng cây trồng ở sài gòn nha chị nha vẫn trồng cây trồng trồng mít trồng xoài bình thường nữa trồng mít rồi trồng xoài rồi không cái trồng mà mới mảng cầu rồi đó hoa đồ hoa vàng trên cỏ xanh đồ nên là thế là sau những cái cây đó nó lớn lên nó không còn chỗ để cho cỏ mọc nữa. nó cũng giống như vậy đó, chị cái khu vườn tiềm thức của mình đó tất nhiên nó cũng sẽ có những cái nó cũng có cỏ dại mà cỏ dại này mình mà họ mình đó, nó nó cỏ dại là chuyện bình thường nhưng mà thay vì là mình tốn công tốn sức mình cứ đi nhổ cỏ hoài đúng không ạ thì việc của mình là mình chỉ cần nuôi dưỡng những cái những cái điều mà các anh chị mong muốn thôi cái hạt giống mà các anh chị mong muốn thôi những cái suy nghĩ tích cực mà mình mong muốn mình chỉ cần dành nhiều cái thời gian của mình để nuôi dưỡng những cái suy nghĩ tích cực vì những cái ý nghĩa tích cực nó mạnh hơn gấp hàng trăm lần những cái suy nghĩ không tích cực anh chị ghi lại giúp diễm đi ạ những cái ý nghĩ mà nó tích cực các anh chị nó nó có sức mạnh lớn hơn gấp hàng trăm lần những cái suy nghĩ không có tích cực nên là cái điều này này sẽ giúp cho mình loại bỏ ngay những cái những cái lo lắng của mình chỉ cần tâm trí của mình nó suy nghĩ nó không tích cực cái chị cứ bình thường đừng sợ hãi nhé. cái chị cứ biết rằng là suy nghĩ tích cực nó mạnh hơn gấp trăm lần nên là việc của mình là mình chỉ cần chuyển đổi qua suy nghĩ tích cực là xong ví dụ tiếng anh nhỏ nó bảo các anh chị rằng là ừ mà bạn không làm được đâu thì các anh chị nói với tiếng anh nhỏ của mình rằng là sao à tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh của tiềm thức xong rồi các anh chị hình dung cái cảnh mà đã hoàn thành mục tiêu rồi rồi rất vui luôn xong rồi đó không gì phải sợ ấy. thực tế các anh chị thực tế nha là phải có rất là nhiều những cái suy nghĩ học tích cực và mình liên tục mình suy nghĩ không tích cực thì mới có thể là mang những cái điều không tích cực đến với cuộc sống của mình tuy nhiên là nếu mà mình suy nghĩ không tích cực mà trong một cái khoảng thời gian dài trong một khoảng thời gian dài chị nha thì chắc chắn luôn những cái thứ không tích cực nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình thời gian dài vậy thì bao lâu thì được gọi là dài khoảng hai ba tuần vậy đó thôi là hay có kết quả liền cái gì thời buổi này nhân quả đến liền liền không đợi tới kiếp sau đó thì cái chị thời buổi này là nhân quả tới liền liền cái chị cứ để ý mình mà tập trung được không tích cực tầm khoảng hai ba tuần thôi là bắt đầu thấy cuộc sống bên ngoài của mình nó phản chiếu bên trong liền tự dưng cái mình thấy cái tính tình của mình nó không có được hiền lành nữa nó không được tử tế nữa mà nó hay nó hay hơi hơi chưa được mát tính hơi không, không được mát tính hoặc là mình cảm thấy không có hài lòng ai làm gì mình cũng không hài lòng chứ không chọn là biết do có dấu hiệu rồi đó là có dấu hiệu rồi đó cái gì có dấu hiệu là mình đang tập trung những điều không tích cực rồi đó mà trong một thời gian dài rồi đó nó sẽ phản chiếu qua những cái hoàn cảnh mình gặp những cái con người và những cái cảm xúc bên trong của mình nên khi mà các anh chị thấy cảm xúc bên trong của mình không tích cực đó là vũ trụ đang báo hiệu cho mình biết là có gì đó nó không đúng rồi mình cần phải điều chỉnh đó các anh chị tại vì nếu mà mình sống đúng thuận theo những luật vũ trụ ở bên trong của các anh chị bình an mình vui vẻ lắm chị mình vui vẻ mình hạnh phúc mình cảm thấy rất là tuyệt vời còn khi mà cảm xúc của mình mà bắt đầu cảm thấy nó có gì đó lạ lạ, nó không tích cực á Là mình cần phải biết được rằng là Vũ trụ đang nhắc nhở mình Là đang sống không có đúng luật rồi Có cái gì đó nó chưa đúng rồi Cần phải quay vào bên trong để mình điều chỉnh lại các anh chị nha. Nên là thông qua cảm xúc của mình đó, Các anh chị sẽ biết được Là mình đang suy nghĩ tích cực hay là không tích cực Tại vì các anh chị biết là một ngày á, thì có rất là nhiều những cái suy nghĩ hay chị vài chục ngàn suy nghĩ đi qua đi lại bên trong đầu của mình chẳng lẽ mình ngồi mình canh nó hoài đúng không ạ vài chục ngàn suy nghĩ và tám mươi ngàn suy nghĩ đi qua đi lại bên trong tâm trí của mình vậy thì cái cách để mình nhận biết là mình có suy nghĩ tích cực hay không là thông qua cảm xúc có bao giờ ở đây các anh chị có cái, cái có cái cảm giác đó là ví dụ như trời đang bình thường cái trời mà mưa cái hoặc là cái mùa lạnh lạnh tới bắt đầu bên trong bên trong lòng của mình nó cứ ngồi mình ngồi mà mình không vui mà mình không biết lý do vì sao không vui luôn đó. lòng nó cứ man mát làm sao ấy mình thấy mình mình lý ủa sao tự nhiên mình không vui mình chả hiểu lý do hay sao mình không vui nên là anh chị nào mà tự dưng chứ mình không vui mà mình không hiểu, không hiểu không hiểu lý do sao mình không vui ấy. Là các anh chị cần phải biết rằng là vì từ nãy tới giờ mình để cho tâm trí của mình nó suy nghĩ về quá khứ hoặc là đi đến tương lai nhưng mà đến những thứ không tích cực. Nên nó làm cho cái cho cái cảm xúc của mình không có vui và cơ thể của các anh chị báo hiệu cho các anh chị biết rằng là bạn đang suy nghĩ không tích cực đó nha. Nên là thấy mà cảm xúc không vui cái là biết liền. Biết liền, thay đổi liền. Nha các anh chị nên là cái cái cảm xúc của các anh chị nó sẽ báo hiệu cho các anh chị biết rằng là các anh chị đang tập trung vào điều tích cực hay không tích cực đơn giản vậy thôi nên khi mà mình phát hiện ra cái cảm xúc của mình thì ngay lập tức mình cần phải điều chỉnh cái sự tập trung của mình sai những điều tích cực ngay lập tức các anh chị chứ mà cái cái chị mà cứ để cái chị man mát đi hả? lòng man mát đó lòng man mát không vui đó là mà kéo chừng mấy ngày thôi là thấy cuộc sống nó phản chiếu liền. Các okay, anh chị ha, rồi và có bao nhiêu số các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện điều này ạ, à. nghĩa là mình sẽ làm chủ cảm xúc của mình nha. đơn giản làm chủ cảm xúc thôi, làm chủ cảm xúc nghĩa là sao ạ? À? có nghĩa là khi mà các anh chị thấy rằng cảm xúc của mình nó đang không vui, mình biết rằng là mình đang tập trung điều không tích cực rồi, nghĩa là tức mình thay đổi lại cái sự tập trung của mình để mình chuyển đổi cái cảm xúc của mình. và mình phải làm được điều này trong vòng 90 giây thôi. 90 giây các anh chị, 90 giây là đủ để các anh chị nhận ra được cái cảm xúc của mình rồi. Trong trong vòng 90 giây mà các anh chị phát hiện ra là tiềm thức của các anh chị đã đang báo hiệu cho mình qua wow, cho cái cảm xúc của mình ạ. Vũ trụ đang báo hiệu cho mình thông qua cảm xúc của mình. Là cảm xúc của mình đang không tích cực trong vòng 90 giây phải chuyển đổi cảm xúc ngay bằng cách tập trung vào điều tích cực để chuyển đổi cảm xúc của mình. Bài tập ngày hôm nay là chúng ta sẽ rèn luyện tiếp theo. Tất nhiên là chúng ta sẽ làm bài tập 1, bài tập 2 và bài tập 3. Bài tập 1 nó là sử dụng ngôn từ tích cực. Bài tập 2 nuôi dưỡng tâm trí bằng những điều tốt đẹp, bài tập hoa là phải phải biết chuyển hóa chuyển hóa cái cảm xúc của mình trong vòng 90 giây. Chị. Đừng để những cái suy nghĩ không tích cực, những cảm xúc không tích cực bên trong của mình quá lâu. Điều đó nó không có tốt. Chuyển đổi trong vòng 90 giây các anh chị nha. Và mình phải cảm thấy rất là tuyệt vời đó các anh chị. Vì sao ạ? À? vì vũ trụ đã mang đến một cái độ trễ nhất định cho cuộc sống. Một cái độ trễ nhất định cho cuộc sống. Khiến cho tất cả những gì mình suy nghĩ nó không thể nào nó ngay lập tức nó biến thành sự thật. Ví dụ như trong đầu của mình nghĩ tới do tự dưng cái xuất hiện do trước mặt mình. Nó không biết sao luôn. Đó. <laughs> mình rồi bây giờ nó phải biến hình ngay lập tức thì trong đầu của mình chắc mỗi ngày biết biết biến ra bao bao nhiêu thứ nên là rất là cảm ơn vũ trụ vì đã có những cái độ trễ nhất định. Cái độ trễ đó nó có lợi cho mình đó các anh chị. Vì sao ạ? À? Vì nó cho phép mình có thời gian để mình đánh giá lại. Để mình nghĩ về những cái thứ mình mong muốn và mình đưa ra sự lựa chọn. Nên là có một cái câu nói của tỷ phú Tony Rubin, guru đúng không ạ? Guru trên thế giới đó vậy. Ông ấy nói rằng là Quyền năng lớn nhất của con người Đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định Thời khắc mà mình ra quyết định Thì số mệnh của mình được hình thành Nên là các anh chị có quyền lựa chọn mà Ví dụ Có những cái suy nghĩ tích cực Và có những suy nghĩ không tích cực Các anh chị phải là người đưa ra lựa chọn Đưa ra quyết định Khi mà các anh chị đưa ra quyết định xong Thì số mệnh mới hình thành Ví dụ tiếng nói nhỏ của mình nó bảo rằng là bạn không làm được đâu tiếng nói lớn của các anh chị nó bảo rằng là tôi làm được và lúc này là cái thời điểm mà các anh chị phải đưa ra lựa chọn là các anh chị lựa chọn điều nào ví dụ các anh chị lựa chọn cái điều đó là tôi làm được thì ngay lập luật hấp dẫn được vận hành, nó đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà mình lựa chọn tôi không làm được thì ngay lập tức được vận hành, luật hấp dẫn vận hành ngay à? ví dụ như cái anh chị mà lựa chọn tôi không làm được cái nha là cái anh chị thấy là có kết quả liền, kết quả là bên trong bản thân của mình đột nhiên không có miếng năng lượng nào luôn. Bao nhiêu số cái chị đã từng như vậy ạ à? đã từng là khi mà mình nghĩ về mình làm một điều đó mình nghĩ mình không làm được cái bên trong của mình nó không vui không hạnh phúc không có năng lượng không muốn làm gì nữa chân đúng không nghe chị ơi còn lúc mà các anh chị lựa chọn là tôi làm được thì có kết quả ngay luôn có kết quả liền luôn chứ không có đợi tới kiếp sau mới có kết quả đâu là cơ thể của các anh chị tràn ngập năng lượng luôn và bắt đầu nó sẽ học hỏi nó sẽ phát triển, nó sẽ tìm tòi. và ngày hôm nay diễm tin rằng khi mà các anh chị có mặt trong buổi zoom sáng này có nghĩa là các anh chị đã lựa chọn là sao ạ à? là mình lựa chọn cái cuộc sống của mình nó khác đi nên là thành ra là buổi sáng nay các anh chị mới có mặt trong zoom sáng mình mới dậy mình mới dậy sớm được mình mới vào mình mới học tập mình mới phát triển được còn nếu mà mình nghĩ rằng thôi mình cứ sống cuộc đời vậy thôi chắc mình không làm được đâu thì chắc là giờ đi ngủ rồi không có mặt trong đây nói cái anh chị đây mà có nghĩa là khi mà cái chị đưa ra quyết định cái là số mỏ ảnh mà được hình thành liền. Cái chị mà không đưa không đưa ra quyết định là giờ ngủ rồi. Còn cái anh chị mà đưa ra quyết định là tôi làm được, tôi phải thay đổi cuộc sống của mình thì mình đang có mặt ở đây. Nên là yên tâm. Đừng có sợ những suy nghĩ của mình. Mình sẽ có một cái độ trễ để các anh chị đưa ra quyết định. Và hãy luôn lựa chọn những cái quyết định nào nó giúp cho các anh chị có cuộc sống thành công giàu có khỏe mạnh và hạnh phúc các anh chị đưa ra quyết định nào á, thì tiềm thức của okay các anh chị và vũ trụ cũng giúp đỡ các anh chị hoàn thành hết yên tâm đi các anh chị đừng có sợ là mình không làm được nha nó hay lắm các chị có nhiều thứ mình không biết chứ không phải nó không có giống như điện dòng điện mình đâu có nhìn thấy đâu nhưng vẫn nhưng mà mình vẫn xài được mà đúng không ạ dòng điện đó không có nhìn thấy điện đâu nè giờ vẫn có quay wifi, wifi có gì cái gì nhìn thấy wifi không ạ à? cái chị có nhìn thấy tần sóng của internet tần sóng wifi không ạ à? wifi kinh thế cái chị hay quá sao con người của mình có thể có thể là sao mà tìm ra cái này là được được tìm ra chứ không phải là được chế ra đâu nha cái chị wifi sau tần sóng wifi này là được tìm thấy điện là được được tìm thấy đúng không ạ à? chứ không phải do ai chế ra đó mà là đó là những cái tài nguyên của vũ trụ, tài nguyên của vũ trụ và con người, con người của mình họ đã đã tìm thấy, phát hiện ra và tận dụng. Wi-Fi nè, trời ơi giờ dị, dị với các anh chị ở đây toàn thế giới luôn, mà gặp mặt nhau ở đây, hay quá. Các anh chị thấy có có phải là Wi-Fi là một phép màu không? Internet nó có phải là một phép màu không? Nếu mà hồi xưa mà chưa có internet, chưa có Wi-Fi như thế này các anh chị có tin không? hồi xưa mà mình muốn nói chuyện với nhau là phải cho chim bay không á <laughs> là mấy lá thư đó rồi kẹp dấu chân của con chim á, rồi bay đi con mình muốn gửi tin gì là phải có sứ giả cởi ngựa đúng không cởi ngựa mấy ngày mấy đêm từ sài gòn ra hà nội chẳng hạn vậy cởi ngựa thì làm sao hồi xưa mà nếu mà chưa có internet ai đó nói với các anh chị rằng là tương lai cuộc sống của mình sẽ như thế này các chị có tin không chắc là các anh chị bảo là ảo tưởng hả rồi bà ảo tưởng thả chó luôn thì có ai tin chứ kinh, kinh khủng ai tin tự nhiên cái giờ ngồi đây bạn có tin là sau này bạn có thể ngồi tại nhà bạn có thể gặp tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới không? ai tin nó chỉ có phim trong trong phim tây du ký thôi nha phim tây du ký á, những cái người mà người ta tu luyện á, Cái anh chị đúng không? tu luyện thà tu luyện mà người ta giác ngộ người ta ngắm nhắm mắt lại là người ta có thể thấy được nơi này nơi kia hồi xưa là mình chỉ thấy phim phim ta du ký thôi nhưng mà bây giờ có bao nhiêu số các anh chị tự tin rằng là khi mà các anh chị ngồi tại nhà thôi các anh chị vẫn có thể là nhìn thấy cả thế giới à cái chị comment giúp chị mà đó lúc sáng các anh chị vừa mới thấy nhá, nhảy dù dubai là còn gì nữa đúng không ạ nhảy dù dubai rồi chứ hồi xưa làm gì có các anh chị nên gì mấy cái cuộc sống này nó còn nhiều thứ vi diệu lắm vậy thì các anh chị cái luật hấp dẫn với lại cái tiềm thức đó, nó cũng giống như là cái sóng wifi hay dòng điện á, nghĩa là nó được tìm thấy chứ không phải là do ai chế ra, không phải là do diễm chế ra đâu đó, các anh chị mà là diễm được học hỏi từ những cái người mà họ đã họ đã phát hiện ra và quan trọng là bây giờ mình có tận dụng mình có ứng dụng hay không thôi cũng giống như điện đó khi mà mình ứng dụng thì mình sẽ tạo lợi ích cho cuộc sống của mình còn điện mà mình ứng dụng không đúng cách thì mình không an toàn đáng chịu Luật hấp dẫn sức mềm thức Nếu mà mình biết cách tận dụng cái nó sẽ tạo ra Rất là nhiều những cái lợi ích cho cuộc sống của mình Còn mình không biết cách ứng dụng Thì thì thấu đúng không ạ Nên là các anh chị hãy à, Học cách các anh chị Hãy học cách ứng dụng đúng không ạ Luật hấp dẫn và tiềm thức Để mà mình có thể Khi mà mình hiểu rồi thì mình mới sống Thuận theo những luật vũ trụ được mình biết cách là ứng dụng sao để nó tạo lợi ích cho mình chứ không phải là tác dụng ngược chứ mình mà ứng dụng nó hấp dẫn mà ứng dụng không đúng anh chị là nó ra tác dụng ngược Vậy thì ứng dụng không đúng có nghĩa là sao có nghĩa là thay vì người ta tập trung vào điều tích cực còn mình thì cứ tập trung những điều không tích cực là ứng dụng không đúng người ta tập trung vào cái việc đó là mục tiêu giúp đỡ cho mọi người cho giá trị cho mọi người còn mình thì mình cứ tập trung vào cái việc đó làm sao để kéo mọi người xuống theo kiểu vậy mà tác dụng ngược tác dụng ngược thì kết quả ngược nên là hãy dùng luật hấp dẫn xem em thức anh chị để hướng về những cái điều tốt đẹp Các chị thấy không Ở trong cuộc sống đó, cũng có rất là nhiều người Họ ứng dụng là hấp dẫn Nhưng mà họ đi ngược đó, chị. Có không? Có Nhiều lắm Họ biết luôn nha các anh chị Họ biết họ biết về tìm thức Họ biết luôn hấp dẫn luôn Mà họ vẫn cố tình đi ngược Có nghĩa là thay vì Người ta ám thị Vào cục đá những cái điều tốt đẹp Chẳng hạn vậy, lòng cục đá lòng biết ơn đúng không? ám thị và những điều tốt đẹp tích cực thì có nhiều người đã thích ám thị và trong đó những điều học tích cực ừ. xong rồi họ nghĩ rằng là nhờ, nhờ, những điều học tích cực này đưa cho ai thì thì nhờ, thì cái cái điều học tích cực nó sẽ bám theo người đó chẳng hạn vậy có đó Dù <laughs> nói sơ qua vậy thôi anh chị là hiểu được hiểu cái anh chị có đó Nhưng mà các anh chị nên biết rằng là mọi thứ trong cuộc đời này nó đến từ bên trong của mình ấy chị. Nếu mà bên trong của mình cái anh chị tốt đẹp tích cực thì nó sẽ hiển lộ bên ngoài đó là những cái điều tốt đẹp tích cực đơn giản vậy thôi. Không có gì bên ngoài mà nó có thể ảnh hưởng tới bên trong của mình hết. Nên là cái anh chị cần phải có được cái sự có khi mình có hiểu biết thì mình bình an mình vui vẻ mình hạnh phúc. Chỉ có khi nào mà cái tâm của mình đó mà nó cũng không tốt thì nó mới cộng nghiệp thôi. Còn cái tâm của mình mà mình luôn giữ tâm của mình mà luôn sáng các chị. Thì các anh chị yên tâm không có cái gì mà nó có thể qua được luật nhân quả hết trơn. Mọi thứ nó đều thuận theo luật nhân quả, thuận theo cái luật hấp dẫn. Quan trọng là mình chỉ cần làm chủ mình, làm chủ cái tâm của mình, làm chủ cái suy nghĩ của mình, làm chủ cái lời nói của mình, làm chủ cái hành động của mình để luôn làm những cái điều tốt đẹp thì các anh chị yên tâm yên tâm đi hiên ngang vui vẻ hạnh phúc trên cuộc đời à, trong cuốn sách được hấp dẫn thì tác giả có chia sẻ như thế này rất là hay để mà làm chủ được tâm trí của mình thì mình hãy học cái cách tĩnh tâm học cách tĩnh tâm bằng cách là sao ạ các anh chị có thể ngồi để thiền định tầm khoảng từ 3 đến 10 phút mỗi ngày Thiền định từ 3 đến 10 phút mỗi ngày Thiền định nó sẽ giúp tâm trí của mình trở nên tỉnh tại Giúp cho bạn kiểm soát được suy nghĩ và hồi phục cơ thể mình sẽ giải thích cho các anh chị lý do tại sao là thiền Nó sẽ giúp cho các anh chị kiểm soát được cái tâm trí của mình tốt nha Kiểm soát suy nghĩ tốt có phải là bây giờ mình đang muốn rèn luyện là mình làm chủ tâm trí của mình đúng không ạ làm chủ cảm xúc của mình để cho mình hướng tâm trí của mình suy nghĩ về những điều tốt đẹp không? mình sẽ rèn luyện bằng cách ví dụ mỗi ngày các anh chị ngồi 3 phút không được các anh chị ngồi các anh chị đơn giản là chỉ tập trung vào hơi thở thôi hít vào mình biết rằng là mình đang hít vào thở ra mình biết rằng là mình là mình đang thở ra các anh chị thử ngồi 3 phút đi các anh chị sẽ thấy được có bao nhiêu những cái suy nghĩ nó hiện lên <laughs> Tôi bán 10 phút Ví dụ cái chị mà ngồi 10 phút thì Diễm nghĩ chắc cũng phải Mấy chục cái câu chuyện Tùy mỗi anh chị ở đây Có nhiều anh chị ít, cái gì anh chị thì càng nhiều hơn Những cái suy nghĩ của cái chị nó kéo đi Ngồi ngồi có 10 phút mà kéo đi đủ đường chưa Kéo về quá khứ, kéo đến tương lai Vậy thì khi mà những cái Những cái tiếng nói nhỏ đó nó xuất hiện rồi Những cái hình ảnh đó nó xuất hiện Thì đó là cái cơ hội để mình rèn luyện cơ họ mà rèn luyện đúng không ạ ví dụ mình đang ngồi tập trung hơi thở cái những cái tiếng nó nhỏ mình nó kéo mình đi mình phát hiện ra mình bảo rằng là sao ạ à? cảm ơn bạn đã chia sẻ tôi đang tập trung vào hơi thở Đó, thế là sao ạ à? à, quay về quay về không quay về cái việc mà mình đang làm đang ở đây là đang rèn luyện hơi thở cái đầu rèn luyện hơi thở được vài vài hơi xong rồi nó kéo đi tiếp mình nhận biết ra nó ngay mình lại luyện tập mình rèn luyện mà cảm ơn mẹ chia sẻ tôi đang hít thở rồi xong lại quay trở về hơi thở của mình ví dụ như là trong tuần đầu tiên ngồi 10 phút tới hàng trăm câu chuyện xuất hiện mình rèn luyện thế là những ngày tiếp theo nó chỉ còn khoảng tám chục câu chuyện thôi bắt đầu là mình làm chủ tốt hơn rồi dần dần nó chỉ còn 20 rồi 10 rồi 5, rồi 10 phút các anh chị ngồi trọn vẹn. Không có bất kỳ những cái suy nghĩ nào luôn. Và mình chỉ tập trung vào hơi thở thôi. Đây là cái cách giúp cho các anh chị sẽ rèn luyện được cái kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Và giúp cho mình sạc pin, hồi phục cơ thể, sạc pin cho cái cơ thể các anh chị. Tại vì á, những cái suy nghĩ của mình á, nó làm cho mình tiêu hao năng lượng lắm. Ấy. Những suy nghĩ á, đôi khi á, mình đang rất là tràn ngập năng lượng nha mình ngồi mình suy nghĩ này suy nghĩ kia suy nghĩ nọ xong rồi không có năng, hết năng lượng luôn là chứ có, chỉ có muốn nằm nữa thôi suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ á, nó nói chung là nó tiêu năng lượng mình dữ lắm thành ra nó bớt nghĩ này bớt nghĩ là để hành động nhiều hơn <laughs> thì thay vì tốn với năng lượng để ngồi suy nghĩ không thì giờ dùng năng lượng đó để hành động đi hành động mới tạo ra kết quả chứ ngồi suy nghĩ hoài là cũng cũng tiêu hao năng lượng đó mà có tạo kết quả đâu là tại sao khi mà các anh chị đồng hành câu lạc bộ câu lạc bộ luôn rèn luyện cho các anh chị là phải làm việc bằng sức mạnh của tiềm thức là như vậy khi mình làm việc bằng tiềm thức đó, các anh chị mình tiết kiệm được nhiều năng lượng đó mình dùng cái năng lượng đó để mình hành động khi mà các anh chị tham gia vào cái nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ đúng không ạ hiện tại uh, buổi trưa đó, 10 buổi trưa 12 giờ khi mà các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện thân thân tâm trí câu lạc bộ là các anh chị đang rèn uh, luyện cái cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức đúng không ạ mình đang học ứng dụng sức mạnh tiềm thức mình đang được chia sẻ rất là chuyên sâu luôn để mà mình biết cách tận dụng cái con người phi thường bên trong của mình và cuối tháng 7 này là ngày 20 ngày 20, cuối tháng 7 này đúng không ạ uh, câu lạc bộ của doanh nhân Trịnh Huy đó là câu lạc bộ chạm tay hóa vàng ấy có cái buổi apply đó, buổi apply này là gặp mặt các anh chị để gì ạ, để hướng dẫn cho các anh chị làm những cái quy trình giúp cho các anh chị khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình. Để xong cái buổi apply đó về là các anh chị biết dùng sức mạnh thức biết dùng là hấp dẫn luôn. Mình đảm bảo rằng là ví dụ như là mình phát hiện ra dòng điện và mình biết cách tận dụng dòng điện đó để giúp cho mình tạo lợi ích cho mình thì cũng giống như vậy. Những cái quy trình đó sẽ giúp cho các anh chị có thể biết cách tận dụng sức mạnh nhận thức hấp dẫn để phục vụ cho mình để giúp cho mình đạt những điều mà các anh chị mong muốn nên anh chị nào ở đây mà các anh chị đang có mặt cái mũi zoom này mà mình chưa có tham dự nhóm rèn luyện thân tâm trí thì diễm khuyên anh chị là nên tham dự nên tham dự để mà mình học học cái cách giờ làm sao để mình có thể tận dụng để xem thức lỗ hấp dẫn giúp cho mình thực hiện mục tiêu nè chứ mà mình không có biết dùng mình dùng mà ngược thôi chị thì cũng không được mà. nó không có nó không có tạo lợi ích cho mình mình phải biết cách dùng mà để mà dùng được là phải có kiến thức phải học không có kiến thức sao dùng mà. học từ những cái người họ đã ứng dụng thành công rồi mình học mình ứng dụng luôn thành công cho nó nhanh nha các anh chị nha đó là đợt này nè anh chị nào tham gia nhóm này để tham chí thì các anh chị cũng sẽ được tặng một cái buổi offline đó tặng buổi offline gặp mặt trực tiếp và online thì hiện tại hình như là chỉ còn khoảng 20 ghế hay 30 ghế thôi các chị. Vì bữa online này không không có đông người các chị. Bữa này thì chỉ dành cho các anh chị tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí thôi, không có đông đâu các chị. Chỉ có một số ít thôi. Nên là hiện tại hình như còn khoảng 20 ghế hay 30 ghế gì đó. Nếu mà anh chị nào mà các anh chị muốn khai phá con người phi thường bên trong của mình, biết cách ứng dụng thì các anh chị hỏi trưởng giống của mình cái cách để mình có thể tham dự được thiệt là nhanh tại vì không còn chỗ nữa offline này ít người lắm chị chỉ uh, lựa chọn nha chị thực sự cái chị khao khát thôi chứ không 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 phải là dành cho tất cả mọi người đâu ạ ok các anh chị nha vậy thì các anh chị hãy bắt đầu rèn luyện học cái cách để mà mình có thể là kiểm soát được suy nghĩ của mình thông qua cái việc đó là ba mỗi ngày ba đến mười phút ngồi thiền làm chủ tâm trí vậy thôi. Khi mà mình ngồi thiền làm chủ tâm trí có những cái suy nghĩ chạy qua chạy lại thì kệ nó nha các chị. Bình thường, nó là một phần của cái việc chúng ta rèn luyện. Chạy qua chạy lại thì mình mới có cơ hội mà rèn luyện đó. Kéo về. Và các anh chị biết không, khi mà các anh chị rèn luyện được điều này thì một thời gian sau các anh chị sẽ thấy rằng là các anh chị trong cái công việc của các anh chị nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Các anh chị làm việc hiệu quả hơn, các anh chị làm việc năng suất hơn. Các anh chị sẽ có được cái sự tập trung hơn cho công việc. À, mọi cái sự việc đến với mình, các anh chị sẽ luôn nhìn thấy rõ được cái bản chất của sự thật. Và mình sẽ đưa ra những quyết định rất là đúng đắn. Các anh chị ngồi thời gian, các anh chị sẽ thấy trí tuệ của mình cũng sẽ được khai mở hơn luôn. Tự nhiên mình thấy mình thông minh sáng suốt hơn. Hay không? Rất hay. Chỉ có 30 phút mỗi ngày. Trèn luyện 30 phút mỗi ngày. Tại sao nó hay như vậy? Thì đơn giản thôi. Ví dụ như hồi xưa giờ là mình không làm chủ được tâm trí của mình. Mình đang làm việc cái có những cái suy nghĩ nó kéo mình đi chỗ này kéo mình đi chỗ kia nó làm cho mình tiêu hao hết năng lượng nhưng mà bây giờ sao à? mình đã rèn luyện được rồi mình đang làm việc đúng không nó tưởng tượng tưởng tượng tương lai quá khứ gì đó thế là mình bảo rằng là cảm ơn bạn đã chia sẻ tôi đang làm việc tuyệt vời đúng không ạ à? hơi bị tuyệt vời đó các anh chị và nếu mà mình có được cái sự tập trung trong công việc như vậy thì Diễm nói các anh chị các anh chị chạm vào đâu cũng hóa vàng hết trơn hoặc là các anh chị đang ngồi đang ngồi với người thân của mình, đang ngồi chơi với người thân của mình. Tí nó nhỏ nó kéo mình đi. Ngay lập tức tâm trí của các chị đã tự động trả lời luôn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Tôi đang ngồi nói chuyện với người thân của tôi. Thế là mình có mặt, mình có được cái sự hiện diện ở những cái nơi mà các anh chị xuất hiện. Các anh chị chỉ cần có được sự hiện diện ở nơi mình xuất hiện trăm phần trăm thôi là trí tuệ nó cũng được sinh ra, này. cũng được khai mở. Nha. Nên là hãy rèn luyện nha chị hôm nay thì chúng ta rèn luyện nha các chị nha hôm nay sẽ có hai bài tập nữa bài tập thứ nhất là đó là mình sẽ học cách để chuyển hóa cảm xúc của mình trong vòng 90 giây bài tập thứ hai đó là mình sẽ ngồi ít nhất được ba đến 10 phút để mình bắt đầu học tập làm chủ cái suy nghĩ làm chủ cái tâm trí của mình nha các chị Rồi, bây giờ thì chị với các anh chị sẽ cùng nhau thực hành một cái thói quen tiếp theo của người thành công đó là chúng ta rắc bụi phép màu cho ngày mới mọi thứ sẽ diễn ra hai lần chị lần thứ nhất là bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ngoài thực tế nên là bây giờ các anh chị hãy nhắm mắt lại và các anh chị hãy hình dung tưởng tượng là mình đang ngồi buổi tối cuối ngày hôm nay này và chúng ta đang ngồi nghiệm lại xem là ngày hôm nay các anh chị đã đi qua một ngày như thế nào mình đã có những cái thành công gì về tài chính về sức khỏe về mối quan hệ và một cái ngày các anh chị khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc yêu thương biết ơn tràn ngập năng lượng như thế nào các chị nha mình phải có nó bên trong tâm trí như thể nó đã xảy ra rồi thì nó mới bắt đầu diễn ra ở ngoài đời thật của mình rồi, chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại và rất bụi phép màu cho ngày mới nè cảm ơn các anh chị Ừ, tuyệt vời, hai cái chị có thể ơn với thầy của mình được không ạ? Rồi, ơn với thầy của mình và nói rằng đó là tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn. Đơn giản bạn là người tuyệt vời nhất. Hãy sống cuộc đời tốt nhất của bạn. Rồi, mình có thể mở mắt ra cái chị. Mở mắt ra, vươn vai, duỗi người và quay trở lại đây cái chị ơi. À, tuyệt vời cảm ơn cả nhà của mình à. rất là nhiều nha bây giờ thì còn một thói quen cuối cùng đó là mình sẽ ghi chép ít nhất là 10 điều mà các anh chị biết ơn trong cuộc sống Đúng không ạ có thể là ngày hôm qua trong những ngày vừa rồi và trong cuộc sống của mình có những cái gì mà các anh chị biết ơn chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại đây là thói quen của người thành công hay chị khi mà các anh chị ai mà có lòng biết ơn thì mình sẽ có được nhiều hơn mình sẽ có những cái cảm xúc rất là tích cực rất là đủ đầy rất là đủ đầy và cảm xúc đủ đủ đầy này nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống đủ đầy các anh chị nha là mình lấy sổ mình ra và bây giờ mình sẽ cùng ghi chép với Diễm luôn ạ. À. Cảm ơn các anh chị.